Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu Frank Mueller V32 Red Full Diamond Automatic là chiếc đồng hồ đeo tay nữ sang trọng, được thiết kế và sản xuất bởi hãng đồng hồ thương hiệu nổi tiếng Frank Mueller đến từ Thụy Sĩ. Mặt đồng hồ thiết kế dáng Tano, kích thước 32mm x 42,3mm. Đồng hồ được trang bị bộ máy tự động do Thụy Sĩ sản xuất. Mặt số của đồng hồ được nạm thêm kim cương và có chữ màu đỏ nổi bật, làm tăng thêm vẻ ngoài táo bạo và quyến rũ của chiếc đồng hồ. Đồng hồ cũng có kim và bạch chỉ giờ phát quang, giúp dễ đọc trong điều kiện ánh sáng yếu. Dây đeo được làm từ da cá sấu bọc cao su cao cấp, giúp mang vừa êm ái lại vừa sang trọng. Nhìn chung, Frank Mueller V32 Red Full Diamond Automatic là chiếc đồng hồ được các nhà sưu tập đồng hồ và những người đam mê đồ xa xỉ phải săn đón do kỹ thuật chế tác đặc biệt. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.